Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, bữa sáng bắt đầu của mọi người như thế nào ạ? Riêng Bảo Anh á, thì sẽ bước ra khu vực ban công, một cái góc nhỏ mà Bảo Anh rất là yêu thích, ngắm nhìn những cái cây hoa nè mà mình đã tự tay chăm sóc, và bên cạnh đó là thở không khí trong lành vào mỗi buổi sáng để có thể cảm nhận được hơi thở thực sự của cuộc sống là như thế nào. Và ngày hôm nay thì Bảo Anh nghĩ rằng là Bảo Anh sẽ có một chút xíu thời gian vào mỗi buổi sáng để có thể truyền năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người bằng cách là mình chia sẻ những cái bí quyết mình làm đẹp, được không? À, nói về bí quyết làm đẹp thì có nhiều người chia sẻ với Bảo Anh là khi mà mình đi ra ngoài trời như vậy á, mình không sợ là ánh nắng nó sẽ làm hại làn da mình hay sao? Thực ra câu trả lời của Bảo Anh là sợ chứ, nhưng mà Bảo Anh có những cái cách nhỏ trong cái cuộc sống hàng ngày như sau để giúp cho mình có thể có được một cái làn da đẹp. Đầu tiên đó là việc mình sẽ phải ngủ đủ giấc. Khi mà mình ngủ đủ giấc á, thì mình thức dậy một buổi sáng như thế này, làn da của mình sẽ căng mịn nè, tinh thần của mình sẽ phấn chấn nè, và tất cả những cái năng lượng tiêu cực trong cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ được xua tan hết luôn. Ngủ đủ giấc rất là quan trọng nha, bởi vì khi mà mình ngủ trước 11 giờ và ngủ đủ 8 tiếng thì trong giấc ngủ nó sẽ tái tạo lại cơ thể của mình, nó sẽ chiết xuất ra những cái chất dinh dưỡng tự nuôi ở cơ thể của mình ha. Do đó không những là làn da đẹp đâu, mà cái sức khỏe của mình, cái sức đề kháng cũng rất là quan trọng và rất là tốt luôn, đặc biệt là cần thiết trong cái mùa dịch bệnh như thế này. Yếu tố thứ hai đó là Bảo Anh uống luôn luôn là nhiều nước, bởi vì 70% cơ thể của mình là nước mà, cho nên việc mà mình uống nhiều nước á, nó sẽ giúp cho da mình ẩm mịn nè, cơ thể của mình nó cũng khỏe mạnh hơn, đúng không nào? Và điều thứ ba đó là Bảo Anh luôn luôn cung cấp vitamin C bằng cách là ăn nhiều những cái trái cây có vitamin C, hay là uống nước cam, nước chanh mỗi ngày. Mình cung cấp vitamin C vừa giúp tăng cường sức đề kháng ở bên trong, vừa giúp cho làn da của mình luôn luôn là sáng mịn, làm những cái vết thâm, vết nám của mình nó cũng mờ dần đi. Và bí quyết thứ tư, phải nói là một cái bí quyết mà Bảo Anh đã tham khảo rất là nhiều người, cũng như là đã sử dụng cái bí quyết này khá là lâu rồi để có được một cái làn da đẹp như hiện tại. Dù Bảo Anh cũng ở cái lứa tuổi là da có nhiều những cái vấn đề về lão hóa, đó chính là Bảo Anh sẽ bật mí đợi một chút xíu nha. Tên tên đó chính là người bạn này đây, viên uống dưỡng da Diamond White mà chúng ta có thể tái tạo lại làn da của mình, nhất là trẻ phụ nữ nào mà gặp phải những cái vấn đề lão hóa da. Từ 18 tuổi trở lên mình thấy là mình bị mụn nè, bị thâm, bị nám da, hay là làn da không đều màu, thì mình có thể sử dụng viên uống dưỡng da này để giúp cho cái làn da của mình được khôi phục ha. Mà tại sao cái sản phẩm này mà anh lại tin dùng, và nó có những cái thành phần gì đặc biệt mà nó lại có thể hỗ trợ cho làn da của mình như vậy? Thì ở đây á, mà anh thấy nó có rất là nhiều những cái thành phần rất là cần thiết cho làn da. Ví dụ như là nó có vitamin C. Vậy là ngoài việc cung cấp vitamin C, tự nhiên thì mình được thêm cái vitamin C với hàm lượng đầy đủ ở bên trong từ những cái viên uống này. Thứ hai là nó chiết xuất từ dầu ô liu nè, chiết xuất từ hạt nho nè, rồi có collagen nè, còn có những cái vitamin như là B3, B2 rất là cần thiết cho làn da của mình, và thêm nhiều cái dưỡng chất thiên nhiên khác 100% từ thiên nhiên nha. Cho nên là mình cực kỳ yên tâm khi mình sử dụng. Cái cách mà mình sử dụng thì rất là dễ thôi, mỗi ngày mình uống 2 viên sau mỗi bữa ăn thì nó sẽ cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cho làn da của mình. Người ta nói là đẹp tự nhiên, nhưng mà không phải tự nhiên mà đẹp đâu. Mình phải có bí quyết, mình phải có những cái phương pháp chăm sóc làn da. Việc mà mình sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da từ những cái viên uống như thế này á, thì cực kỳ là cần thiết ha. Đặc biệt là mình tận dụng cái thời gian giãn cách ở nhà, mình càng nên sử dụng những cái sản phẩm như thế này để ngăn ngừa quá trình lão hóa, là để cải thiện những cái tình trạng là thâm nè, sạm nám trên làn da của mình, để sau khi cuộc sống trở lại bình thường mới thì mình sẽ trở lại với một cái phong thái tự tin hơn, với một làn da đẹp, đúng không nào? Như vậy là buổi sáng ngày hôm nay Bảo Anh đã chia sẻ rất là nhiều điều thú vị cho các chị em phụ nữ rồi. Mọi người cũng có thể nhìn thấy những cái hình ảnh của Bảo Anh sau một cái quá trình sử dụng, và mình cân nhắc là mình có áp dụng những cái bí quyết của Bảo Anh, từ những cái bí quyết trong cái thói quen sinh hoạt hàng ngày đến những cái bí quyết sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay không nha. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người.